Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua nha. Khi xem hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Thì trường cái đầu tiên. Trời, ủi mà không vô. Quá bịch. Quá bịch bụng. Ồ, con này hay quá. Nó mồi nó ăn hết mồi mà nó không xuôi vô bẫy. Nhá hay gì kỳ ta. Rồi cái thứ ba luôn. Ba cái khỉ hổng dính luôn. Nguyên nhân gì ta? Nguyên nhân nó bị nhát rồi. Vỏ của mình đây. Mở vô. Sắp đây. Ai. Một em. Ra hiếm vậy chứ. Chạy sao giờ không dính nè. Rồi cái này đường ngon quá không đi. Đường đang lên luôn. Đây. Trời ơi. Luống này cấm con không rồi trời. Đây con đang con nữa. Trời ơi, đang con nữa nè. Rồi, hai em luôn. Hai cái hai con. Này tới mùa cống lứa rồi mọi người ơi. Chuột mẹ đi chợ không có nhà. Dính toàn tụi con không. Rồi không dính luôn. Rồi đang cắm nữa. Còn tự được cơ em cống nữa. Ở cái này mà nó bự thôi biết gì nào không nổi ơi. Không có. Mấy con này mà không bắt nó phá dữ dội lắm nha mọi người. Con này phá dữ dằn.
đám mì này banh xác là gì nó đó. Trước trước cừu bắp thôi anh tung tung dưng dưng luôn. Con bự mọi người à. Đường này cũng ngon quá ngắm đi. Đổ hai cái mưa làm như chuột nhỏ đi nhiều hơn. Không dính. Không có đây. Không dính luôn. Nước gì mà không đi ta. Rồi, trớt luôn. Trước luôn. Rồi cái cuối cùng nữa nha mọi người. Rồi cuối cùng trước luôn. Đây cho mọi người xem kết quả luôn nha. Em 2 em 3 em 4 em 5 em 6 em mọi người. Rồi lát em về chiên nước mắm luôn mọi người ơi. Này điểm cũ nhát rồi mọi người. Rồi xin tạm biệt mọi người nha. Xem video hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người.